Rồi, cho toàn thể anh em đam mê PCB nhé. Hôm nay em lại giới thiệu cho anh em mẫu búa đập truyền thống. Búa đập truyền thống loại mới và loại cũ. Và bán gấp rút, tay cầm nhựa liền vòng cò. Đấy. Đây, hiện tại đây em đang có hai mẫu búa này nhé. Đây là mẫu búa mới nhé, búa CNC 100% anh em nhé. Đấy. Đây là búa CNC 100%, loại này là loại mới. Và loại này là loại cũ anh em nhé. Em báo giá công khai luôn. Đầu tiên thì em xin nói qua về cách thức giao dịch của shop em. Ai mà mua hàng của bên em rồi thì chắc là cũng lắm được. Còn ai mà khách mới thì em sẽ nói qua để cho anh em hiểu. Bên em có hai số điện thoại kia và có một vài kênh nhá. Tức là em phải lập ra vài kênh nhá, để tránh trường hợp là kênh này nó bị khóa thì nó sẽ còn kênh kia. Thế không phải là lừa đảo anh em nhé. Đấy. Bên em có hai số điện thoại kia, ở tất cả những kênh nào mà có số điện thoại kia ấy, đều là kênh của bên em hết. Đấy. Bên em là ship hàng COD, nhận hàng, kiểm tra hàng ok thì thanh toán. Đấy, tức là anh em được xem hàng trước khi thanh toán, hàng đúng hàng, hàng chuẩn ok anh em mới phải thanh toán, còn không anh em không nhận hàng nhá. Để tránh trường hợp bảo là lừa đảo lọ kia nhá. Đấy, còn không biết là có một số ông mua hàng ở đâu bị lừa xong vào shop em chửi loạn hết cả lên. Em nhắc lại là hàng bên em được xem hàng thoải mái trước khi thanh toán. Thế nếu mà hàng không ok, không ai bắt các ông nhận hết. Đấy. Nếu mà không ok, không nhận thì ai lừa được các anh. Đúng không? Đấy, được xem hàng trước khi thanh toán nhé. Hai mẫu búa này của bên em. Đây là mẫu búa đời mới. Búa CNC 100%. Loại này thì là 500.000 bao ship anh em nhé. Một hai hôm nữa thì em sẽ về một cái mẫu nó cũng như thế này. Thế nhưng mà nó có thêm cái khóa an toàn. Tức là nó có thêm một cái rãnh ở đây để mình khóa lên thì nó sẽ an toàn hơn. Đấy. Thì là cái mẫu đấy thì sau này em báo giá sau. Còn cái mẫu búa này không có khóa an toàn nhé. CNC 100%, búa đời mới là 500.000 bao ship. Bao đập cho anh em là 250 cân. Búa này bao đập 250 cân anh em nhé. Còn búa này là búa đời cũ, có khóa an toàn nhé anh em nhé. Có khóa an toàn. Đấy. Có khóa an toàn là cái mẫu này là mẫu đời cũ, là 450.000 bao ship, nhận hàng, kiểm tra hàng ok, thanh toán. Đấy, tiếp đến là bán gấp rút. Đây là bán gấp rút của bên em nhé. Đấy. Bán gấp rút nó có hai loại anh em nhé. Bán thì nó có một loại nhưng mà tay cầm thì nó có hai loại. Đấy. Tay cầm này. Bán. Anh em cái loại này là dùng cho truyền thống anh em nhé. Loại này là loại tay cầm hai mảnh, lắp cho truyền thống, lắp vừa cho búa truyền thống. Đấy, anh em mà mua hàng mà lắp vào cho truyền thống thì là nói rõ là mua lắp cho truyền thống thì để em bán gửi cái tay cầm cho nó đỡ bị nhầm. Một bộ như gồm có bán và tay cầm như thế này. Bên em bán là 700.000 bao ship. Đấy. 700.000 bao ship em khẳng định luôn với anh em là ở giá của bên em là rẻ nhất trên thị trường hiện nay. Đấy, không có ở đâu rẻ bằng luôn, khẳng định với anh em luôn. Còn cái tay cầm của truyền thống này ấy, thì khẳng định với anh em một điều là chỉ có bên em có. Còn ngoài ra không ai có cái tay cầm này hết. Đấy, 700.000 một bộ tay cầm và bán gấp rút cho truyền thống. Còn đây là tay cầm cho quy hai lỗ, lắp cho FX. Đấy, một bộ gồm tay cầm và bán như thế này, bên em cũng bán là 700.000. 700.000 một bộ như thế này nha anh em nhé. Khẳng định với anh em luôn là không có ở đâu rẻ bằng luôn. Hiện tại bên em đang bán là giá là rẻ nhất trên thị trường hiện nay rồi. Đấy, hàng bên em thì rất chi là nhiều, anh em không bao giờ lo hết hàng nhé. Anh em cần cứ liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại kia. Đấy, bên em có Zalo, có Zalo nhé, cả hai số đều có Zalo. Anh em mua hàng thì gọi điện trực tiếp. Đấy, anh em mà thắc mắc cái gì thì cứ để lại bình luận ở phần bình luận của video. Đấy. Đây, hôm nay em quảng cáo mấy cái mẫu này thôi. Sau có những cái mẫu gì mới thì em sẽ đăng lên cho anh em xem. Đấy, anh em xem thì nhớ đăng ký kênh nhé, để cập nhật tin những cái mặt hàng mới nhất của bên em nhé. Sắp tới thì bên em về một mẫu búa. Búa CNC 100%, nhưng mà nó có thêm khóa an toàn nhé. Anh em đăng ký kênh để khi hàng nó có cái em đăng lên thì anh em được xem luôn nhé. Đấy, rồi ok, chào anh em nhé.